Lịch sử thương hiệu thời trang Levi huyền thoại. Hiếm có thương hiệu thời trang nào trên thế giới được sử dụng và nhận biết một cách rộng rãi như thương hiệu quần bò Levi. Cái tên này còn gắn liền với một giai đoạn lịch sử của nước Mỹ, thời kỳ mà những giấc mơ đổi đời đến đào vàng ở miền Tây nước này. Và chính tại nơi lao động nghèo khổ ấy, chiếc quần jean đầu tiên được ra đời và tạo nên một cuộc cách mạng thực sự trong lịch sử ngành thời trang. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Cha đẻ của những chiếc quần jean chính là Levi Sir Châu. Ông sinh ngày 26 tháng 2 năm 1829 trong một gia đình nghèo ở Đức. Năm Levi Sir Châu 16 tuổi, cha của ông bị bệnh và không may qua đời. Sau đó, mẹ ông quyết định đưa những đứa con đến nước Mỹ, nơi được xem là miền đất hứa của rất nhiều người. Thời đó, khi đặt chân đến nước Mỹ, cả gia đình đã sống nhờ vào cửa hàng nhỏ bán quần áo của hai người anh Jonas và Louis ở New York vào đầu những năm 50 của thế kỷ 19, là thời kỳ hoàng kim của làn sóng tìm kiếm vàng ở miền Tây hoang dã nước Mỹ. Sir Châu theo dòng người tìm kiếm vàng tại Viễn Tây, nhưng ông không trực tiếp đào bới vàng mà lại mở cửa hàng bán tất cả những gì mà người đào vàng cần. Trong một lần, Levi đã vô tình nghe được lời than vãn của một người thợ đào vàng rằng mình không thể tìm được chiếc quần nào đủ bền cho công việc nặng nhọc này. Ông đã chợt nảy ra ý tưởng lấy một ít vải bạt để may quần. Những chiếc quần này đúng là rất bền bỉ. Chỉ trong vòng một ngày, ông đã bán hết toàn bộ những chiếc quần mà ông đã làm ra. Từ đó, Levi Sir Châu đã trở thành một nhà sản xuất quần áo cho những người đi tìm vàng. Nhưng còn một người nữa cũng góp phần không nhỏ vào việc tạo nên huyền thoại về những chiếc quần bò. Đó là người thợ may ra các Davy. Ông đã nghĩ ra ý tưởng độc đáo làm tăng độ bền chắc của quần bò bằng những chót đinh tán ở những vị trí cần thiết, đặc biệt là ở miệng túi quần. Nhưng ông lại không có đủ tiền để đăng ký bản quyền sáng chế. Năm 1872, Sakat Davy đã gặp Levi Sir Châu đề nghị hợp tác nếu Levi Sir Châu bỏ tiền đăng ký bản quyền cho phát minh, đóng đinh tán vào các mép túi quần bò. Trước cơ hội kinh doanh bất ngờ đó, Levi Sir Châu đã đồng ý. Ngày 20 tháng 5 năm 1873, cả hai đăng ký bản quyền với quần bò may bằng vải bao bố với cái chốt bằng đinh tán. Ngày đó sau này được coi là ngày sinh chính thức với quần jean. Sau khi có được bằng sáng chế, Levi và Davy đã cùng nhau lập nên công ty chuyên sản xuất quần jean đầu tiên trên thế giới. Lúc đầu quần có màu trắng ghi, sau đó nhà sáng lập đã nhuộm thành màu xanh, cũng từ đó cho ra đời những chiếc quần jean xanh đầu tiên. Cho đến những năm 1920, những chiếc quần được đổi tên là Blue Jean. Năm 1886, Levi may thêm miếng da có hình hai con ngựa trên túi quần. Hình tượng hai con ngựa kéo chiếc quần về hai phía trái ngược nhau như phô diễn sự bền chắc của sản phẩm, ý nghĩa của túi đồng hồ siêu nhỏ. Chắc bạn cũng nhận thấy hầu hết các quần jean đều có một chiếc túi nhỏ ở bên hông quần. Đây là thiết kế truyền thống của quần jean, và thiết kế này được giữ nguyên cho đến tận ngày nay cho cả quần nam và nữ. Chiếc túi nhỏ này được xem như là chuẩn mực mà bất kể chiếc quần jean nào cũng phải có. Một số hãng thời trang còn sử dụng tên five pocket, có nghĩa là 5 túi để gọi quần jean. Bạn có khi nào thắc mắc rằng chiếc túi thứ 5 này có tác dụng gì chưa? Câu trả lời là để đựng đồng hồ. Đúng như tên gọi, túi đồng hồ mà ngày nay vẫn được mọi người gọi. Sở dĩ người ta gọi nó như vậy, vì kích cỡ của nó chỉ chứa đủ một chiếc đồng hồ quả quýt. Levi đã thiết kế chiếc túi này để giúp cho những người chăn bò miền Tây nước Mỹ đựng chiếc đồng hồ của họ. Ngày nay, đồng hồ quả quýt không còn được sử dụng. Người sở hữu đồng hồ quả quýt chủ yếu vì mục đích sưu tập, và chiếc túi đồng hồ cũng không còn được sử dụng để đựng chiếc đồng hồ nữa. Thay vào đó, người mặc có thể đựng bất kỳ vật gì họ vốn, chẳng hạn như tiền xu, bật lửa, thẻ xe, chìa khóa hay thậm chí là để đường bao cao su.